tiêu cơ bản mà Nghị quyết 22 của tỉnh ủy đặt ra đó là hỗ trợ nguồn lực, giúp nhân dân trên địa bàn có điều kiện vận dụng các mô hình kinh tế hiệu quả cao vào sản xuất, nâng cao thu nhập, để mỗi năm Simacai có thể giảm được từ 7 đến 10% số hộ nghèo. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện ủy Simacai đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 22. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, các đơn vị ngành nông nghiệp Simacai cũng đã tích cực phối hợp với các địa phương rà soát lợi thế tiềm năng, qua đó tham mưu để huyện có những chỉ đạo đúng, trúng và đảm bảo hiệu quả trong sử dụng nguồn lực từ Nghị quyết 22 của tỉnh ủy. Chúng tôi cũng tập trung vào chăn nuôi, ví dụ như là bò vàng địa phương, thì những con đại gia súc này thì rất phù hợp với cái khí hậu lạnh ở trên này. Chúng tôi đã lựa chọn là cho bà con là chuyển một số cái diện tích đất trồng cây ngô kém hiệu quả để sang để trồng cỏ để phát triển chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn của huyện. Ngoài ra thì cũng hỗ trợ cho bà con nhân dân về cái trồng cái cây dược liệu, vì cái cây dược liệu thì có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cái cây tam thất. Cái vụ đông này chúng tôi tập trung chuyển đổi một số cái rau màu, đặc biệt là cái cải mèo của trên địa bàn của huyện. Ngoài ra thì còn trồng bắp cải chính vụ và su hào và rau đậu Hà Lan để phục vụ cho bà con. Để khắc phục khó khăn do trình độ canh tác lạc hậu, chăn nuôi truyền thống kém hiệu quả của đồng bào, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, lựa chọn những hộ gia đình tích cực trong lao động sản xuất, có đồng cỏ và hệ thống chuồng trại đảm bảo để tham gia dự án, huyện Simacai đã đặc biệt chú trọng đến phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên trên địa bàn. Gia đình bà Vàng Thị Lan ở xã Bản Mế là một trong những hộ đầu tiên của địa phương được lựa chọn tham gia dự án phát triển đại gia súc theo tinh thần Nghị quyết 22 của tỉnh ủy. Bởi chồng là đảng viên nên bà luôn cố gắng đảm bảo chăn nuôi an toàn, hiệu quả. Các con đi học cả rồi, chồng thì công tác ngoài huyện cơ, mình phải cố gắng tự làm thôi. Phải làm chuồng to như cán bộ hướng dẫn mới nuôi được nhiều trâu. Bây giờ trâu đẻ rồi, nhiều bà con đến xem lắm. Mình cũng thấy vui, nhưng cũng không chủ quan được. Phải chăm sóc trâu cẩn thận. Nó mà bị ốm chết là không có tiền trả nợ ngân hàng đâu. Còn nuôi con đi học nữa. Cùng với chăn nuôi, việc ứng dụng các loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng có giá trị kinh tế cao ngày càng được đẩy mạnh trên địa bàn. Bắt đầu từ những gốc cây ăn quả, rau trái vụ, rồi sau đó là những loại cây có thể thu về tiền tỷ trên mỗi hecta, đã thu hút ngày càng nhiều hộ gia đình tham gia trồng cấy. Đặc biệt từ năm 2018, theo quyết định số 31 ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển 1,5 tỷ trong số 2 tỷ đồng hỗ trợ mỗi xã theo tinh thần Nghị quyết 22 trước đây sang Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hỗ trợ người dân theo hình thức cho vay. Hiệu quả của nguồn hỗ trợ đã được nâng lên rõ rệt. Thì Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp để hướng dẫn cho bà con là xây dựng cái dự án các cái cây con nó đúng theo cái quy định. Thứ hai nữa là các cái cây con nó phải phù hợp với đặc hữu cái của địa phương. Và cái thứ ba là cái đảm bảo cái đầu ra lâu dài cho bà con. Thì như vậy thì thứ nhất là cái tiền mà qua ngân hàng chính sách giải ngân thì nó mới đạt cái hiệu quả cao. Thứ hai là bà con mới có khả năng mà tự lực phát triển kinh tế. Triển khai Nghị quyết 22 thì cũng đã là một cái phần quan trọng để thay đổi dần cái nhận thức của cấp ủy chính quyền địa phương, rồi là bà con nhân dân chuyển từ cái nguồn vốn cho không sang cái nguồn vốn cho vay để đảm bảo là phát triển kinh tế một cách bền vững. Với sự đồng hành của cấp ủy chính quyền, các ban ngành chức năng ở địa phương đã giúp đồng bào tự tin bắt đầu với nền sản xuất nông nghiệp mới. Đến nay, sau gần 6 năm triển khai Nghị quyết 22 của tỉnh ủy, bộ mặt nông thôn của Simacai đã có những thay đổi rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng một người một năm, vượt 11,5 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết. Qua đó góp phần giảm xấp xỉ 45% số hộ nghèo trong giai đoạn 2015-2020.